Thưa quý vị, những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh với mưa và dòng xiết đới gió Tây trên cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng Đồng bằng Bắc Bộ từ 11 đến 13 độ C, Bắc Trung Bộ từ 13 đến 15 độ C. Người dân đã cảm nhận được cái rét của mùa đông dù đến muộn hơn so với những năm trước. Dự báo vào khoảng đêm ngày 4 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa diện rộng ở Bắc và Trung Bộ, nền nhiệt giảm sâu. Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng từ đêm 4 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục giảm sâu thêm 3 đến 4 độ C so với những ngày trước đó. Mức nhiệt phổ biến ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mùng 4 tháng 12 đến mùng 5 tháng 12 khoảng 15 đến 17 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 5 độ C. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 12 có hơn 1.200 doanh nghiệp thuộc 44 tỉnh, thành phố đã bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh, phải cắt giảm lao động. Và dự báo là quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023, nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đến đơn hàng và ngay sau đó thì việc làm của công nhân, người lao động cũng sẽ bị đe dọa. Theo đó, những tháng đầu năm 2023 sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm giờ làm của 271.736 công nhân lao động và 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm 15.769 lao động. Một số lĩnh vực như là xuất khẩu trong ngành chế biến, chế tạo trong thời gian tiếp tục khó khăn và tiếp cạnh đó là một số lĩnh vực thu hút công nhân lao động như dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp. Những lĩnh vực này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Theo đó, công chức viên chức được nghỉ Tết 7 ngày, từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023. Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là công chức viên chức, sẽ được nghỉ 7 ngày. Trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Sau thời gian dài nỗ lực và chờ đợi, cuối cùng thì sản phẩm gốm Chăm của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh và trở thành di sản phi vật thể nhân loại thứ 15 của Việt Nam cần được bảo vệ khẩn cấp. Và với người đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Thuận, địa phương mà có lượng người Chăm đông nhất của cả nước, thì đây là một tin không thể vui hơn. Bởi những nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống của cha ông suốt nhiều năm qua đã được ghi nhận. Làm nghề từ thuở còn là thiếu nữ Chăm tuổi đôi mươi, nay đã có cháu nội, cháu ngoại, nhưng chưa lúc nào bà Đặng Thị Trình nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Giờ đây dù nghề gốm không còn thịnh như trước, nhưng cả nhà bà Trình đều đang cố gắng duy trì với hy vọng có thể gìn giữ và sống được với nghề. Nghề này là nghề, ta nói nghề truyền thống, cứ truyền miết thôi. Đời này qua đời khác, hoặc là con cháu, hoặc là miết thôi. Không giống như gốm Bát Tràng Hà Nội hay gốm Chu Đậu ở Hải Dương, gốm Bảo Trúc có những nét độc đáo rất riêng. Trong từng sản phẩm làm ra đều thể hiện sự tinh tế, kỹ lưỡng và chịu khó của người phụ nữ Chăm truyền thống. Từng đường xoay, trải vuốt đều phải rất tỉ mẩn vì đây là loại gốm hoàn toàn làm bằng thủ công. Gốm Bảo Trúc mang nhiều nét biểu trưng của nền văn minh Champa cổ xưa, vừa lạ vừa độc đáo. Độc đáo của mình ở đây ấy, là bàn xoay mình cố định một chỗ mà người phụ nữ hoặc là nam đưa cái con đắc lên, người ta xoay tròn trở thành một cái sản phẩm theo ý. Cái độ đồng đều của mình thì không có. Bởi vì mình làm theo cái cảm xúc, thêm cái cảm hứng của mỗi người thợ làm gốm. Không chỉ giữ nghề tổ xưa theo cách của từng cá nhân, gia đình nhỏ lẻ, người dân Bảo Trúc giờ đã biết phát huy sức mạnh cả cộng đồng làng Chăm. Hợp tác xã gốm Bảo Trúc ra đời với sự tham gia của nhiều hộ thành viên, không phải chỉ là vấn đề mưu sinh mà đó còn là tình yêu, đam mê và tâm huyết, mong muốn đưa thương hiệu gốm Bảo Trúc vươn xa. Đây cũng là cách phát huy được yếu tố cộng đồng, vừa thể hiện được giá trị văn hóa của một làng nghề tuổi đời hàng ngàn năm. Mình vừa làm gốm, làm cái đẹp, mình vừa cái truyền đạt được văn hóa, cái đời sống tâm của mình,
đến cho mọi người biết được cái văn hóa, cái đời sống, cái nét đặc trưng, nét đặc thù, nét đẹp của văn hóa Trà Mình. Cho nên em muốn làm và em muốn phát triển nó lên nữa. Ngày xưa đó thì bà con chủ yếu là sản xuất những cái hạt gia dụng để người ta chỉ giao thương ở trong cái phạm vi nội tỉnh thôi, để có thể trao đổi hàng hóa để mưu sinh cuộc sống. Nhưng mà sau khi cái sự phát triển của du lịch nó đi kèm thì cái nghề du lịch thì nó gắn kết với nghề có sự thay đổi rất là lớn. Việc gốm Chăm góp mặt trong danh sách những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không chỉ giúp đồng bào người Chăm Ninh Thuận có thêm động lực gìn giữ một trong những làng nghề cổ nhất Đông Nam Á, mà còn góp phần không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa đặc thù của tỉnh Ninh Thuận. Hàng ngàn công trình chậm tiến độ, dự án thì treo nhiều năm, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 150.000 tỷ đồng, 63.000 ha đất, tổng giá trị thiệt hại và thất thoát lãng phí của các vụ án đã kết luận, xét xử là gần 32.000 tỷ đồng. Đây là những con số đáng chú ý trong báo cáo của Đoàn Giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Việc sử dụng tài sản ngân sách nhà nước không hiệu quả đã khiến cho lãng phí tiền thuế của nhân dân, lãng phí thời cơ phát triển kinh tế xã hội. Thi thoảng cũng có lác đác vài người dân vào đi dạo, tập thể dục ở sân vận động này. Cây, cỏ, mọc mọi chỗ, mọi nơi. Đây là thực trạng đang diễn ra hàng ngày tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Công trình được khởi công xây dựng cách đây 14 năm, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 15 hectare đất của người dân được thu hồi cho công trình này. Thế nhưng đổi lại là hiện đã bị hoang hóa, nhiều hạng mục giang dở, thậm chí trở thành nơi chăn thả gia súc. Sau khi đầu tư xây dựng xong thì để lại hiện nay là rất là lãng phí. Cái này là toàn là tiền đóng góp của nhân dân, tiền thuế của nhân dân. Nhưng mà để như này là rất xót xa. Cho nên tôi đề nghị với nhà nước, tỉnh có cái phương án để mà một là đầu tư nâng cấp hoặc là có phương án nào để đem lại hiệu quả nhất cho cái công trình này cũng như để phục vụ cái đời sống dân sinh của địa phương. Sự xót xa của người dân đã kéo dài 14 năm và họ cũng không biết còn kéo dài thêm bao nhiêu năm nữa. Cho đến nay, công trình này mới giải ngân được 80 tỷ ngân sách trên tổng mức đầu tư 200 tỷ. Số tiền còn lại thì mới dừng ở chủ trương tìm nguồn xã hội hóa. Nguyên nhân là do biến động về giá cả, chế độ về cho thuê tài sản và thay đổi về chế độ chính sách. Có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu về dự án. Tuy nhiên là trong năm 2019 do dịch bệnh Covid xảy ra, thành ra là các nhà đầu tư đã đến tìm hiểu về dự án, cũng đã nghiên cứu và cũng chưa có ý kiến trả lời. Câu chuyện những công trình sử dụng ngân sách nhà nước từ tiền thuế của nhân dân đóng góp bị chậm tiến độ, gây lãng phí không phải là hiếm trên nhiều tỉnh thành cả nước. Điển hình là dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, tuyến đường sắt số 1 Bến Thành – Suối Tiên, tuyến đường sắt số 2 Bến Thành – Tham Lương. Trong phiên giám sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 cho thấy hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm. Hầu hết các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm đều chậm tiến độ. Có 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn 2016-2021 có thất thoát, lãng phí. Hơn 74.000 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật, gây cản trở lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là niềm tin nơi nhân dân. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà góp phần tham gia xây dựng các cái văn bản hướng dẫn cũng như là các cái văn bản quy định các cái chủ trương chính sách của chính phủ, của các cái cơ quan bộ ngành để làm sao quy định rõ cái trách nhiệm của các bộ ngành, đặc biệt là quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Từ đó mà làm cho các cái quy định phân công trách nhiệm nó minh bạch hơn, quy định rõ trách nhiệm hơn thì cái hiệu quả giám sát về phòng chống tiêu cực lãng phí cũng sẽ đạt hiệu quả hơn. Thực trạng đáng buồn là có hàng nghìn dự án thất thoát lãng phí. Trong đó có nhiều dự án phải xử lý hình sự đã xét xử. Những dự án treo, đắp chiếu đã làm lãng phí cơ hội phát triển, lãng phí nguồn lực đất nước là điều ai cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, ẩn đằng sau đó là sự e dè, né tránh trách nhiệm,
sợ làm dẫn đến sai của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thưa quý vị, trong khi các bộ ngành, các dự án đầu tư công chạy đua với thời gian để hoàn thành tiến độ, kế hoạch đề ra, thì đâu đó vẫn có những công trình treo mãi không hoàn thành, những dự án đội vốn nghìn tỷ đồng, gây lãng phí thất thoát mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng nguy hiểm hơn là những lãng phí vô hình do chính những cán bộ trong bộ máy nhà nước gây ra thì hậu quả là rất khôn lường. Đó là bắt tay, cấu kết với doanh nghiệp trong các dự án dùng ngân sách nhà nước để tham nhũng, tiêu cực. Chỉ khi tiết kiệm, chống lãng phí trở thành văn hóa đạo đức của mỗi người cán bộ và toàn xã hội thì công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí mới có thể thực sự đi vào thực chất. Cuối tháng 12/2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, sau khi được lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị tạo điều kiện nên Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, đã chỉ định đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu và các công ty do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC giới thiệu. Sau đó, thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, chuẩn bị hồ sơ, đưa Công ty Quân Xanh vào tham gia thầu nhằm đảm bảo cho Công ty AIC trúng thầu. Từ những chiêu trò đó, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp, trị giá hơn 665 tỷ đồng. Bà Nhàn hưởng lợi hơn 148 tỷ đồng. Chính sự thiếu trách nhiệm của nhiều lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong việc dùng ngân sách nhà nước trong đấu thầu y tế đã tạo ra vụ đại án gây xôn xao dư luận. Và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo xử lý. Quan trọng nhất là các cấp ủy phải lắng nghe và giải quyết những ý kiến của nhân dân nêu lên. Và đặc biệt là phải có cái sự giám sát chặt chẽ đối với những đồng chí có chức, có quyền phụ trách về những lĩnh vực đó. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính rất quan tâm. Tại lễ phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí hồi tháng 11/2022. Vấn đề này đã được Thủ tướng nhắc lại một lần nữa. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc chống lãng phí, thất thoát trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông. Theo kế hoạch, đến 2025, cả nước có 3.000 km cao tốc, đến 2030 có 5.000 km, trong khi chúng ta đã huy động được 47.000 tỷ cho các công trình giao thông trọng điểm. Nếu thực hiện đúng tiến độ, sẽ khơi thông được nhiều tiềm năng lớn của đất nước. Một cái yêu cầu khách quan phải phát triển cái hạ tầng chiến lược đồng bộ. Cái thứ hai là giải quyết, góp phần giải quyết cái bức xúc, cái lo lắng của nhân dân chúng ta liên quan đến cái tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Đưa cái thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành công việc hàng ngày của mỗi tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Tại diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ có một thực tế hiện nay đang tồn tại là có không ít cán bộ không làm hoặc không dám làm những việc cần phải làm. Họ chấp nhận thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Và điều này dẫn đến hệ quả là hoạt động của bộ máy nhà nước bị trì trệ. Nguyên nhân chính cũng được chỉ ra là xuất phát từ ý chí chủ quan, thiếu bản lĩnh của một bộ phận cán bộ, khiến niềm tin của nhà nước, nhân dân đối với họ dường như đang bị lãng phí. Thất thoát, lãng phí trách nhiệm đang trở nên phổ biến trong các cấp, các ngành, ở một bộ phận không nhỏ các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức. Sự thất thoát, lãng phí này đã và đang gây ra những hậu quả khôn lường trong hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, trong thực thi công vụ, làm thất thoát, lãng phí lòng tin của nhân dân với Đảng, với nhà nước. Kính đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm thấu đáo quy luật này, loại lãng phí này để có giải pháp căn cơ, hành động quyết liệt, biện pháp cụ thể để chúng ta không bị lãng phí trách nhiệm, lãng phí niềm tin, những tài sản, tài nguyên vô giá của sự phát triển đất nước. Dự án treo, công trình chậm tiến độ là sự lãng phí nhìn thấy được. Nhưng đằng sau đó là những sự lãng phí vô hình, không thể cân, đo, đong đếm được. Đó là niềm tin của người dân vào cán bộ lãnh đạo.
Sau vụ ngộ độc thức ăn tập thể xảy ra ở trường iSchool Nha Trang, khiến cho một học sinh tử vong khi mà vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh nhận được quan tâm lớn của xã hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 5.000 cơ sở giáo dục, có 1.834 bếp ăn tập thể và khoảng 487 trường sử dụng suất ăn công nghiệp. Trong lúc các cơ quan chức năng không đủ lực lượng để giám sát, kiểm tra một cách thường xuyên công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, việc tự giám sát của các nhà trường cùng với sự tham gia của các phụ huynh học sinh cũng là cách làm mang tính chủ động để có thể đảm bảo được an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn của nhà trường. Từ 5 giờ 30 sáng, chị Trà cùng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã có mặt tại bếp ăn bán trú của trường để được xem tận mắt mọi hoạt động của bếp ăn, bắt đầu từ khâu tiếp phẩm đến khâu chế biến. Quy trình thường là mình sẽ có hàng tuần, tuy nhiên là mình vẫn sẽ có đi những cái ngày mà không có cố định đột xuất để mình sẽ đánh giá từ nguồn thực phẩm đầu vô quy trình. Còn với chị Dung, đây là lần thứ 2 trong tuần chị đăng ký giám sát bữa ăn bán trú của con. Với chị, sau sự việc xảy ra tại trường iSchool Nha Trang, tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm là quan trọng đầu tiên, sau đó mới đến tiêu chí ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhà trường cũng có tạo điều kiện cho phụ huynh vào giám sát bữa ăn và theo dõi quy trình chế biến thực phẩm của nhà bếp. Cho nên là mình cũng cảm thấy yên tâm một phần nào đấy để gửi gắm con vào trường ở đây. Thực tế cho thấy đa số các trường ở thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, gồm kiểm tra giấy tờ nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu 24 giờ. Tất cả các đối tác được lựa chọn phải có hồ sơ pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, từ vụ ngộ độc thực phẩm ở trường học ở Nha Trang, các trường đã tăng cường siết chặt hơn, không được lơ là chủ quan trong bất kỳ công đoạn nào. Phương án phòng chống ngộ độc của nhà trường đều có cái thông tin liên lạc cụ thể với trạm y tế phường Võ Thị Sáu đầu tiên, trung tâm y tế quận 3 và các bệnh viện xung quanh gần nhất. Đó là những cái phương án để chúng ta dự phòng. Chứ tiêu chí hàng đầu chúng ta phải kiểm tra chứ không để nó xảy ra. Thà là chúng ta phòng còn hơn để chúng ta phải chống. Mà 5 giờ sáng nhập vào chúng tôi đã có từng khâu rồi, bảo vệ sẽ là người kiểm tra đầu tiên. Rồi sau đó là chúng tôi di chuyển vào, chúng tôi sẽ kiểm tra ở bên trong. Thì thực phẩm thì trên chứng từ giấy đơn thì cái đơn vị xe nó cung cấp mình cũng nhìn phát hiện được mà. Tập huấn cho hơn 12 lớp tập huấn với hơn 24.000 chuyên viên phụ trách công tác y tế trong ngành để tập huấn lại liên quan đến công việc là đảm bảo an toàn thực phẩm và cấp giấy chứng nhận để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện cái công việc này. Dù hàng năm, các trường đều được tập huấn công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, những lớp tập huấn này nặng về lý thuyết. Vì thế, các trường cũng kiến nghị cần có các lớp tập huấn tình huống giả định, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác như chế tài mạnh hơn đối với các đơn vị không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh, tuyên dương các đơn vị làm tốt để chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh được duy trì lâu bền và ổn định.